Thì thực sự mà nói làm sư nghĩ Đức Thế Tôn khi mà Ngài giác ngộ dưới cội Bồ Đề, cái hồi mà Ngài chưa giác ngộ thì Ngài lòng Ngài là đại bi vì chúng sanh, Ngài nghĩ chúng sanh nhiều lắm. Đó cũng là lý do để mà Ngài giác ngộ thôi. Chứ nếu mà Ngài đi một mình thì Ngài đã thành A-la-hán từ cách đây 4 A-tăng-kỳ 100.000 đại kiếp rồi. Nhưng mà khi mà Ngài giác ngộ rồi thì Ngài thấy là cái đạo mà Ngài nhìn thấy khi giác ngộ nó không như mình tưởng tượng. Cảm ơn xin. Tại vì tới hồi Ngài giác ngộ rồi, Ngài mới thấy là cái giáo pháp mình nó cao siêu quá, nó quá trân quý, nó quá cao siêu. Mà chúng sanh ở thế gian này thì ai là người sẽ nhận được cái pháp này để họ hiểu, để họ thực hành theo. Tại vì cái giáo pháp này là giáo pháp đi ngược dòng đời. Cho nên Ngài mới nghĩ là thôi chắc có lẽ là Niết Bàn. Tại vì đơn giản là cái pháp mà Ngài nghĩ là mình sẽ có khi mà Ngài còn là Bồ Tát á, nó không có giống như tưởng tượng khi mà Ngài đã thành một vị chánh đẳng giác rồi. Thì Phạm Thiên mới xuống thưa thỉnh Ngài, Ngài thuyết pháp, Ngài nhận lời. Và xin thưa là cũng bởi vì cái lời nhận của Phạm Thiên mà Ngài phải chịu cực chịu khổ thêm 45 năm. Chứ không thôi là Ngài nhập Niết Bàn cho khỏe. Thật sự. Và sư biết là ở trong đạo mình thì kể từ khi mang ơn Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn Ngài đã hoằng truyền chánh pháp thì nhiều vị cũng có cái mộng chánh đẳng giác, nhiều vị lắm có mộng chánh đẳng giác thì cũng muốn là hoằng pháp độ sanh, gọi là trên đền ơn nặng mà dưới cứu khổ tam đồ đó. Nhưng mà quá trình tu học hoằng pháp riết từ từ nó nản nản dần cái gì. Thấy cái kiểu chúng sanh cái kiểu như thế thì tại sao mình phải cố gắng mình độ nó làm chi, tự mình đi mình cho nó khỏe. Cho nên là cái số lượng á, số lượng mà chúng sanh mà phát nguyện đại nguyện chánh đẳng giác đông lắm. Mỗi thời kỳ chánh đẳng giác thì số chúng sanh phát nguyện đại, gọi là phát đại bồ đề tâm nhiều lắm, nhiều vô số kể. Nhưng mà rốt cuộc rụng dần hết, rụng hết, rụng cho tới thì cuối cùng chỉ còn có một vài vị là đi được đến bước cuối cùng. Hỏi nguyên nhân do đâu? Thì thứ nhất là đương nhiên là đạo tâm thì không vững. Thứ hai là mình cũng không có lường trước cái năng lực của mình. Tức là lúc mình hứa mình nguyện mình nghĩ mình là cũng trời thần đất lở, nhưng mà thực tế thì mình chỉ là con tép, con riêu, mình không có gọi là cái khả năng mà mình nguyện nó vượt quá cái năng lực của mình, thành ra đổi nguyện. Có vị thì đi dài đi xa quá riết nản, lâu quá chưa tới nản thôi đổi nguyện cho nó mau. Nhưng mà không ít vị vì cái kiểu chúng sanh nhìn phát ớn quá. Hồi xưa thì mình nghĩ mình thương nó mình độ, mà càng độ mình càng thấy nản, cho nên là đổi nguyện luôn. Như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nếu quý vị chịu khó đọc kinh cũng biết Ngài là Ngài từng nguyện chánh đẳng giác ấy chứ. Nhưng mà cái thời kỳ mà Ngài Ngài nguyện Ngài xả bỏ cái nhục thân, Ngài xả bỏ cặp mắt của Ngài, Ngài thấy cái kiểu chúng sanh mà nó ác, nó vô ơn, nói chung là nó không như mình tưởng tượng. Ngày nản ngày đổi nguyện bỏ luôn, thôi thành thinh văn cũng được. Cho nên chúng ta tu học với cái thái độ như thế nào mà để có thể gọi là duy trì thiện tâm của những vị mà có thể là làm thầy mình. Nếu mà thật sự mình coi những cái vị trưởng lão,
những vị tu sĩ, thậm chí các ngài Tam Tạng, các vị thiền sư mà mình coi các vị đó là thầy, mà muốn gọi là đời đời trong dòng luân hồi cho tới khi nào chưa giải thoát tôi được gần gũi các bậc thiện tri thức ấy. Cái kiểu nguyện như vậy thì rất là sang, xin nói thiệt rất là sang, tức là khi nào chưa giải thoát tôi muốn sanh ra được gần gũi các bậc thiện hữu tri thức để được làm thầy, để các vị đó làm thầy tôi, để dẫn tôi đi. Nhưng mà hãy cẩn trọng, đôi khi cái thái độ của mình làm các vị đó nản, các vị đó thôi khổ giác ai, cho nên tôi điền mình cho nó khỏe.